Giá lắm, giá lắm. Đang chỉnh nước, đang chỉnh nước em mà. Ủa sao nghe chạy luôn. Rất ra à còn. Chạy ra, chạy ra. Chạy ra, chạy ra, chạy ra. Đó. Sáng rồi. Một chú. Chào buổi sáng tất cả mọi người. Chào mọi người quay trở lại với kênh Bụi Vlog nhé. Sáng nay tiếp tục đi câu chà bờ mọi người. Hôm nay ra sớm. Tại bây giờ mới là 5:15. Trời với mưa chớm hừng hừng thôi. Chưa có gì. Thì đây là hướng mặt trời, hướng bờ vẫn còn tối. Hướng bờ vẫn còn tối. Tối hơn hôm qua, mình ra sớm hơn hôm qua. Nên là trời tối hơn. Thì hôm nay thì ra sớm, hy vọng sẽ đón được những con cá ăn sớm. Hy vọng hôm nay sẽ là một ngày may mắn mọi người nha. Rồi, giờ chuẩn bị các công đoạn để ra câu. Lát nữa khi câu thì mình sẽ quay tiếp cho mọi người cùng xem. Rồi, ra câu đường đầu tiên mọi người. Trời cũng còn hơi tối tối, không biết video mọi người có thấy rõ không? Chưa thấy ăn. Hồi nãy trời tối tối mình nháy sơ sơ thế được con cá nhỏ nhỏ. Dòng cá ăn sớm nó đâu được bữa rồi, bị mành đánh quá luôn. Đau quá. Không gặp nữa. Hai bên đi ra sớm mà không thấy. Cá nục cũng không thấy. Có là giờ này là chúng nó ăn rồi mà. Thôi con gì ăn nhẹ rồi. Cái nục nó nhỏ. Cái nục nhỏ mà chưa đây lớn. Đây rồi. Mấy chú em đứng gần đây ta. Cái nục nhỏ nhỏ. Ngăn. À, ở phía sau đây luôn mọi người ơi. Đó, đó, cái nục. Cái
Nục mà chưa to mà nhỏ nhỏ. Lốp trắng. Lốp. Chậu. Lốp không. Lốp nhiều quá mà. Thấy nhỏ 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 quá. Ít bi ra mọi người. Ăn này nước ăn có bi đây. Lên 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 có bi. Đào mới chạy vô đây. Chạy chạy. Sáng sáng rồi. Hai chú luôn mọi người. Hai chú với một chú. Một chú ăn trên cao ạ. Hai chú hai chú. Ý quá đã. Bì là kéo sướng. Có gì không? Lỗi lỗi. Bi rồi ai. Lôi lôi copy đây. Này chắc ra dễ hai em nữa quá. Lôi rất là khỏe. Sao thấy nhiều quá vậy. Một chú. Hai chú. Em này. Em nó vướng lại hàng chưa. Nó sàn ngang con cá như nó nặng. Hai chú. Kéo rồi. Đã mà, làm giờ có bị ăn sướng. Kéo đã tay. Cái to to là kéo sướng. Anh em ăn cá nục nhỏ nhỏ. Thấy không phê tay gì đâu. Kéo lâu xuống sướng. Một chú. Hai chú lốp nhỏ nhỏ nè.
lốt nhỏ quá. Cá gì kìa đây? Hay lôi ghê vậy. Có bi lôi ghê vậy. Lôi lôi lúc mình cần luôn. Thì mình sẽ chụp lưỡi ở trên này làm lôi. Làm dễ cận lên luôn. Như hai chú là mười hai chú. Sáng sáng dưới dài dài kìa. Đó. Một chú, hai chú. Ồ, chú này móc cái bụng. Chú này móc với cái bụng. Ai chứ, ai dính nặng. Giá đó. Đang chỉnh nước nha mà. Ôi ra nghe chạy luôn. Rất là còn. Chạy ra. Đó. Sáng rồi. Một chú. Nhá này mình ăn một rít xuống phát đã. Nhẹ rồi. À. Cá nhìn cái nắp. Chạy ra. Cái bì. Ăn nó chạy ra nữa. Nóc. Ô cái nhồng. Nhồng vậy đứt lưỡi hết luôn. Răng bén. Nhồng. Ôm được nó đây. Nãy giờ 2-3 lần rồi. Sáng đã thấy sáng. Đấy. Cá nhỏ mà. Chạy. Chưa tới sáng. Đó. Rồi.
để đo kinh đó. Rớt rồi. À còn rối. Nãy giờ lưỡi nó trật hoài à. Đi chưa? Đây tới mặt nước à. Nãy giờ trật ba con rồi mà. Đang lại đó, cá nhỏ nhỏ. Dìu dìu lại được không? Để trật hồi nãy giùm đi. Rồi. Nhà heo đứt cục đảng luôn. Đi điên chưa? Mới siêu phó hại vô rồi. Ăn rồi, ăn rồi. Nãy giờ mới ăn lại có bi nữa mà. Ý, ý, lúc cần. Sáng chưa, sáng chưa. Đừng có chặt nè. Thấy sáng rồi mọi người. Nãy giờ mới được lại một chú. Nãy giờ mới được là một chú. Nhẹ nhẹ nhẹ. Gặp nó lại là bỏ xuống rồi nó ăn. Mà không đúng nó rồi ta. Một cái. Nó liệt cũng chạy. Ồ, nó đi nó giống cái nóc vậy. Ý chà. Thấy nghi. Làm thêm một cái lưỡi nữa rồi. Qua, phao qua. Cá lắm. Cái gì đấy? Nắp nữa hả? Rùng rùng đi cái nắp nữa quá. Nóc nữa rồi mọi người. Chết 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 chết. Ua. Nóc nó ung luôn rồi. Nguy hiểm quá. Cái này có bì đây. Cái nóc úp cằn. Nóc khác liền. Bị nó rút cứng cần chứ mà. Đó, thấy sáng rồi. Thấy sáng rồi mọi người. Đó. Một chú. Một chú. Ê. Cần rớt, xíu nữa rớt. Thank you.
Bay tiếp, bay tiếp. Cầm cần. Em cần cái rum rum rum. Đã thấy sáng sáng. Sáng lạ vậy. Sáng lạ vậy. Bị hay nóc, bị hay nóc. Không chạy này dễ có nóc quá. Nóc. Ghê chưa? Sát cục đá mà. Đây. Rồi. À, sau một hồi câu thì cá cũng bớt ăn được rồi. Hôm nay số lượng cá bi thì được đâu đó khoảng em coi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 em mọi người. Còn lại 3 là cá lạc ba. Rồi, mình xin tạm dừng video đây mọi người nhé. Nếu mọi người thấy video này hay, video này hấp dẫn thì mọi người cho kênh xin một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh để kênh ngày càng phát triển hơn. Rồi, tạm biệt mọi người.